Thưa quý vị, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông là yêu cầu cấp thiết xóa bỏ rào cản giữa thành thị với nông thôn, rút ngắn khoảng cách phân hóa giàu nghèo và góp phần mang lại một bộ mặt mới, tiềm năng mới để phát triển. Chúng ta cùng đến với huyện Lạc Dương để cảm nhận sức sống mới trên từng con đường mới qua phóng sự sau. Được xem như là con đường chiến lược, năm 2016, tuyến đường DH3 dài hơn 22 km, có điểm xuất phát từ thị trấn Lạc Dương, nối liền với tỉnh lộ 27C và các xã Đà Sa, Đà Nhiêm, Đà Chay đã tạo sức bật mới cho kinh tế xã hội Lạc Dương phát triển, đồng thời trở thành con đường du lịch biển núi đầy kỳ thú, được khám phá núi Lang Biang huyền thoại, rút ngắn khoảng lưu thông so với trước đây phải qua phố phường Đà Lạt. Hồi xưa là đi vất vả lắm, không phải như bây giờ. Bây giờ nhà nước quan tâm làm đường rất là đẹp, bà con đi lại làm ăn dễ dàng và thuận lợi hơn. Còn đây, con đường Lang Biang có chiều dài hơn 5 km, với tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng, mới hoàn thành đầu năm 2017, đã mở ra một đô thị căng phồng sức sống cho thị trấn Lạc Dương. Tuy nhiên, góp sức để thực hiện công trình, chính sức dân của bà con người Kinh và đồng bào dân tộc Cờ Ho hai bên đường đã tự nguyện hiến hơn 16.000 m2 đất và cây trồng cùng với nhà nước làm đường. Sau khi nghe được cái chủ trương của nhà nước, gia đình tôi hiến đất để làm đường thì tôi cảm thấy rằng là nó rất là đúng đắn. Tại vì làm đường thứ nhất là đường là nó rộng rãi, giảm tai nạn giao thông. Thứ hai nữa là đường xá đi lại sạch sẽ, rồi cảnh quan đường phố làng xóm nó sẽ đẹp hơn. Tôi đã thành lập các cái tổ giám sát phân đúng con người có chuyên ngành chuyên môn của lĩnh vực đấy và có chứng chỉ theo quy định của nhà nước, và tổ đã được giám sát thường xuyên, giám sát viên được thường xuyên và ra xử lý những các vấn đề trên thực tiễn để đảm bảo tốt nhất cho cái chất lượng công trình. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, huyện Lạc Dương đã đầu tư gần 250 tỷ đồng, xây dựng trên 70 km đường giao thông tuyến huyện, liên xã, liên thôn. Đồng thời xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cây cầu bê tông, cầu treo trên địa bàn. Việc phát triển kiên cố giao thông đã tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần đảm bảo hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của Lạc Dương. Về kinh tế xã hội thì phải nói cũng tác động rất là lớn, cái vai trò người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Cái thứ nhất là chúng ta phải sâu sát với công việc và trách nhiệm để chúng ta thứ nhất là cái công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được cái vấn đề đây là cái vấn đề nhiệm vụ chung của toàn đảng toàn dân. Cái thứ hai là phải lưu ý đến cái lợi ích, đặc biệt là lợi ích của người dân, để làm sao để người dân vừa thực hiện cái chung nhưng mà người ta cũng có cái thực hiện cái khắc phục cái khó khăn của bản thân từng gia đình một, và đặc biệt là cái trách nhiệm của người người đứng đầu để mà sao giải thích người dân hiểu được để thực hiện cái chương trình phát triển cái hạ tầng của địa phương là một trong những vấn đề then chốt. Những con đường hoàn thành đã mở ra sức sống mới, niềm tin mới, gắn kết sự phát triển giữa thành thị và nông thôn. Đồng thời, đây cũng là kết quả khẳng định tinh thần phát huy dân chủ, đồng lòng và sự vào cuộc đồng bộ của các ủy chính quyền. Qua đó tạo ra thế và lực mạnh mẽ, thức dậy tiềm năng, đưa Lạc Dương vững bước trên con đường đổi mới.